Vui lắm à nghe. Trời ơi, ngồi xuống mà coi, có ai làm chồng như tôi không? Lúc nào cũng phải đội vợ lên đầu. Trời ơi. Trời ơi, đứng đây than. Đi ra đây cho tôi. Ủa, đi ra đây. Anh ghen quá ha. Tôi dặn sao? Hả? Tôi dặn ở nhà úp mặt vô trong tường, tự kiểm điểm bản thân về cái tội ăn nhậu của mình. Rồi tự nhiên đi ra đây. Đi ra đây rồi còn đứng khóc nữa. Giờ sao? Bây giờ anh là muốn cho nguyên cái xóm này nó biết là hả, tôi là vũ phụ phải không? Cái gì? Vũ phụ là cái gì? Vũ phụ á là tôi đánh ông á. Nhưng mà em ơi, vợ ơi, anh úp mặt ở trong nhà nó ngột ngạt lắm. Hôm nay cho anh đi ra ngoài đây úp mặt vào cây dừa cho nó thoáng. Bây giờ thích ra đây úp cho nó thoáng đúng không? Ừ. Rồi, bây giờ úp ở đâu cũng được, muốn úp ở đâu cũng được, tôi chịu hết. Cầm. Cầm. Ủa, đi ăn xin hả vợ? Không, ai lại đối xử với chồng mình như vậy? Cái gì đây? Thì đậu đen với lại đậu đỏ. Giỏi. À, ý là trưa nay vợ ăn đậu đen, còn tối nay vợ ăn chè đậu đỏ đúng không? Để chồng nấu cho. Rất giỏi luôn. Ủa sao tự nhiên lại trộn? Ai bà trời, sao tự nhiên trộn hai đậu đen đậu đỏ làm cái gì? Đừng có nói là vợ bắt anh làm lọ lem nha. Ngồi đây lựa đậu nha. Coi vậy mà cũng thông minh. Ngày xưa chồng tôi chắc cũng có đi học. Bây giờ nghe lời tôi dặn nè, đứng vô đó, úp mặt vô trong cây dừa, lựa đậu ra cho tôi. Không. Hộp nào ra hộp đó, nhớ chưa? Lựa một hộp nào, coi chừng với tôi. Nhưng mà úp mặt vào cây dừa thì làm sao lựa được đậu? Như vậy mới là phải lựa đó, để cho ông khỏi phải đi nhậu. Có nghe không? À, dạ, có. Úp mặt vô tường. Dạ. Úp. Vô cây dừa. Lựa cho tôi đó, hộp nào mà lẫn lộn là ông chết với tôi nghe chưa? Biết rồi. Tại sao? Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Vì sao lại khóc? Không lẽ mình hóa lọ lem nhanh vậy sao? Mà trong chuyện là ông Bụt, sao đây lại có giọng bà Bụt nhỉ? Trời ơi! Hả? Bị vợ đánh riết quen rồi đầu óc bị lú lẫn không? Giọng của người quen mà cũng nhận không ra nữa. Ủa? Đào hả? Đào chứ ai? Mới về hả? Về cái gì mà về? Đào hả, là chứng kiến hết cái cảnh mà Khoa bị vợ hả đánh rồi la lối âm sầm sao rồi. Thì cái chuyện đấy là bao năm nay rồi mà. Đào bao năm nay cái thôi. Gì? Cũng tại anh hết á. Ai biểu anh ăn nhậu rồi hả? Bả như vậy là đúng rồi. Trời ơi, Đào phải hiểu không? Trong hoàn cảnh mới biết được, không ăn nhậu cũng đánh, ăn nhậu cũng đánh. Thì thà như mình ăn nhậu đi thì còn đánh nó còn đỡ hơn. Ủa vậy luôn đó hả? Ừ. Trời ơi, sao người ta hồng nhan bạc phận, còn ông á nha, ông xấu nhất quả đất luôn, vậy mà cũng bạc phận nữa à? Ủa, tới đây an ủi hay chửi hả? Ủa, xấu không được hồng nhan hả? Không được bạc phận hả? Biết rồi thì thôi, bây giờ bỏ qua hết mấy cái đó đi, bây giờ phải thay đổi đi. Thay đổi. Trời ơi, bỏ tay ra. Cái gì? Ôi, Đào mà nắm tay Khoa là Khoa chết luôn đi. Sao vậy? Trời ơi, vợ mà nhìn thấy là không còn đường sống đâu. Thôi ở đây lựa đậu đi. Thôi không có lựa hết, bỏ hết. Không được, bỏ làm sao được? Sao vậy? Bây giờ phải lựa đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ thì mới có đường sống. Chi vậy? Trời ơi trời, nghĩ sao vậy trời? Trời, lựa này làm chi? Chứ không lựa là thật sự là vợ treo cổ luôn á. Bây giờ mình ra chợ, mình mua hai bịch, mỗi bịch đậu đen, bịch đậu đỏ là xong rồi. Ô, thế mà không nghĩ ra nhỉ? Đúng là người ngoài cuộc, lúc nào cũng sáng suốt. Chứ sao? Mà em nói thiệt á, vợ anh như vậy với anh á, tại vì anh không kiếm ra tiền. Bây giờ anh phải kiếm ra tiền, anh phải giao. Mà muốn giao em sẽ chỉ cho anh. Đi. Ôi, thế Đào giúp anh nha. Giúp, đi. Đi. Thằng quỷ này nó đi với con Đào, con của bà Sáu.
Ủa sao tự nhiên hai đứa nắm tay nhau vậy, là không lẽ là cái này là tiền chẵn nè, còn bên đây là tiền lẻ nè, ghi rõ ràng vậy mới được. Bây giờ bắt đầu đếm nè. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao đếm tới đếm lui mất hết triệu mấy? Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy? 1 triệu mấy chứ phải ít đâu trời. Nhớ rồi, trời ơi, trả tiền xe cho cái thằng quỷ chạy xe tải nhỏ. Má, cái gì? Má bớt tưởng tượng đi, đâu ra mà mấy triệu. Rồi má làm một hồi cái má tưởng là con lấy 1 triệu của má đi à. Sao vậy? Nữa hả má? Trời ơi, tức quá. Bay nghĩ sao vậy? Má có mình bay là con à. Bây giờ má làm được bao nhiêu thì sau này cũng của bay hết. Làm gì má nghi ngờ bay được. Thôi trời ơi má ơi, con đã nói với má rồi, má nghỉ ngơi đi, má dưỡng già đi, rồi con làm nhiêu tiền con lo cho má. Rồi mấy cái này má tính cách làm sao đi, thanh lý đi, buôn bán có được đâu mà bán hoài. Trời ơi má. Trời ơi, má muốn lật ghế luôn á. Con nghĩ sao vậy? Nhiều đây hàng hả? Cái này là hàng cũ. Còn 3 cái đồ mới là má chất ở trong kho kia kìa. Đã vậy xe nó đang chở qua mấy xe nữa đó. Bay ngộ à, tao buôn bán mà bay cứ đồ dở quán tao hoài rồi tao lấy cái gì tao sống. Thôi má đừng có vậy nữa, để con nói cho má nghe nè. Bộ con nói gì sai hả? Má nhìn coi, ngày hôm kia không bán được, ngày hôm qua không có ai mua, ngày hôm nay cũng không có ai hết, ngày mai chắc chắn ế luôn. Thôi mà, tại sao tôi lại đẻ ra một đứa con vô nghi bất hiếu như vậy? Ôi ơi, bay chù má, bay chù má là bán không được từ ngày này qua ngày nọ. Nè, bay nhớ kỹ đi. Hôm qua có cha con, cha Tư qua đây mua thiếu má mấy xì gụ, rồi còn thêm mấy gói mì gói nữa. Bay nói sao vậy? Có khách. Có khách nhưng mà ít. Lẽ tính từng người. Con nói má rồi. Trời. Má, bình tĩnh nghe con nói nè. Trước bay. Con thích lên thành phố ở lắm. Má dẹp hết mấy này đi, má lên thành phố ở với con. Trời ơi. Trời ơi, mày đi vô. Mày ngồi đây một hồi tao thiếu oxy tao chết. Trời, cái đứa con gì mà vô nghi bất hiếu. Giờ con đi vô. Trời ơi, vợ quán tôi hoài. Trời ơi, tôi mệt với cái con rã này dễ sợ luôn vậy đó. Con cái gì mà kỳ cục. Mày đi khuất ở trong luôn đi nha. Mày còn đứng đó tao thấy cái đầu mà tao chặt đầu mày đó. Con chào cô. Đem mấy cục gạch này đi chỗ khác giùm cái đi nha. Trời ơi, cái này mà cục gạch cô. Thì tôi không cần biết, cái này là cái tấm thớt đúng không? Chặt thịt được đúng không? Cái này điện thoại iPhone cô à, con mới mua nãy đấy. Cô không cần biết, bay làm gì có tiền mua. Mà ngày hôm nay nói thẳng luôn, không bán thiếu. Con ngồi xuống được chứ? Quán có ghế thì ngồi. Khoan đã, có tiền mới nói chuyện với cô được nghe con. Ủa cô Sáu, trước giờ lúc nào trong người con mà không có tiền? Không có tiền thiệt, mày mua thiếu cô hoài luôn. Hôm nay con tới đây ấy là không phải để mua hàng. Chứ mình tới làm gì sao? Mua quán luôn. Mua quán? Mời con ngồi. Mày mua quán? Dạ. Tiền không phải là mít con à, không phải muốn mua là được. Mày có bị sản không? Con nói cho cô biết, khoa bây giờ không phải là khoa của ngày xưa nữa đâu cô à. Vậy chứ khoa làm sao hả? Mày đã mua hết nguyên cái quán của cô. Đúng như vậy. Xin lỗi bay à, bay nhìn ở đây nè, chỉ là hàng tượng trưng thôi, ở trong kho còn một đống, mấy xe đang chở qua, tính tới tính lui à, để coi vị chi cũng ngót nghét 100 triệu á. Ngót nghét 100 triệu thôi á hả? Là 99.9 đó. 99.9 thôi hả? Ừ, có tiền không? Vậy là bây giờ con cứ cho 100 triệu đi. Ghê vậy. Cô Sáu đếm đi. Ê, con nghĩ không có thiếu đâu. Phải kiểm tra chứ. Trời ơi, mặt xanh không vậy? Ngon vậy trời. Con đã nói rồi, bây giờ khoa hôm nay không còn là khoa ngày xưa nữa. Bây giờ trong người con lúc nào mà có dưới 100 triệu mà con thấy khó chịu lắm. Vậy bây giờ
bay đưa cho cô 100 triệu là bay có dưới 100 triệu rồi. Không, bây giờ con đưa 100 triệu rồi cô gom hết đồ đạc và tất cả cái tạp hóa này lại rồi trở qua nhà con. Bây giờ con lại về con lấy 100 triệu con để vào người con chứ thiếu 100 triệu nó trống trải lắm. Vậy là con đưa hết 100 triệu này cho cô luôn. Rồi cô gom hết tất cả đồ đạc rồi xe tải xe gì đấy trở hết tại đây đóng gói cẩn thận vào, trở hết qua nhà con, tiền bao nhiêu con gửi nha. Cảm ơn con, nhiêu đây đồ của cô là chưa tới 100 triệu. Nó tầm 80 triệu à. 80 triệu thôi con. Đúng biết rồi. Mà. Ừ, rồi cộng luôn ba cái tiền nợ hôm bữa con thiếu cô gần 2 triệu. Ơ rồi hay vậy ta. Con bo 20 triệu luôn. Trời đất ơi vậy hả con? Cô cảm ơn con nha. Cái này cô miễn phí xe cho con luôn được không? Không, con trả tiền đàng hoàng. Thôi bao nhiêu cứ lên con gửi 10 triệu tiền xe nha. Bây giờ gom tất cả mọi thứ trở tới nhà con được không? Được, nhưng mà nhiều vậy con ăn có hết không? Để ăn từ từ. Không ăn hết bỏ. Má, má sao vậy má? Má mệt quá con ơi. Sao vậy má? Má ngồi đi má. Đỡ má đi. Sao vậy má? Sao vậy? Má không có buồn gì hết. Má vui. Vui vui mà cũng bị vậy nữa hả? Vui cũng thở, buồn cũng thở. Trời ơi má ơi, bình tĩnh đi má. Má bán hết được hàng rồi. Má bán hàng hết được rồi. Giờ hai má con lên thành phố ở hả má? Đúng rồi, mình phải lên thành phố, má sẽ nghe lời con. Dạ. Nhưng trước tiên má sẽ điện thoại cho thằng Bảy xây dựng. Ủa chi vậy má? Để nó xây cái nhà này lên 3 tầng cho má. Ủa để làm gì? Để má mở siêu thị. Ủa để làm gì? Để bán đồ. Mày nghĩ đi, có một mình thằng Khoa mà nó dám mua hết mớ đồ này của má 100 triệu. Thì nghĩ đi, nguyên cái xã này có biết bao nhiêu người sẽ mua của má. Ôi, má sẽ xây cái nhà này lên 3 tấm để má làm siêu thị. Hả? Siêu thị? Cho nó ngon, mà nó ngọt, mà nó thanh gì đâu luôn. Béo nữa chứ. Nó ăn cái này là nó mát. Ủa? Mà không nha. Cái thằng cha này tự nhiên nguyên một tuần nó cho mình ăn chè hoài. À, hay là nó muốn mình bị tiểu đường, rồi cái mình chết sớm, rồi cái nó đi lấy vợ khác. Nó ơi. Không được. Mà nghĩ sao vậy ta? Tự nhiên tiền ở đâu ra mà nó mua cái gì mà 80kg đậu đỏ, 100kg đậu đen. Bình thường nó còn phải xin tiền mình uống rượu, mà bây giờ tiền đâu mà nó mua ta, kỳ ta. Không được rồi. Ý cha, dạo này nha. Đi. Từ từ, chú làm gì vậy? Gì? Chú rảnh thì chú rảnh vừa vừa thôi chứ. Chú đi qua đây rồi chú rủ rê chồng con đi nhậu nữa đúng không? À, trời, con này mắc cười. Con nói cho chú nghe. Sao? Bây giờ đó chú không có rủ chồng con đi nhậu được đâu. Sao vậy? Tự nhiên dạo này á chú, nó bỏ nhậu luôn nha. Tự nhiên nó đi từ sáng tới tối nó không có về luôn á chú. Sao chú cười? Bởi vì hôm nay tao mới qua đây tao cầm chai rượu qua để mà tao tự uống chứ mày đâu uống đâu, đúng không? Con chứ ai... đừng có nói mà tao qua đây tao kiếm thằng chồng mày, mày nói vậy tao tự ái rồi tao bỏ về liền à? Tao về liền mà tao về một cái là thằng chồng kể như là mày không kiếm được luôn, mày tin không? Ủa chú mắc cười quá. À. Tự nhiên cái chú qua chú kiếm ổng cái không có, cái chú kêu đi về đi mất chồng. Con nói chú nghe nè, chồng con á đâu có dễ mất như vậy. Trời ơi nó sợ con một dành, con ho một tiếng thôi là nó sống tới đây liền, chú tin không? Chú tin không? Đúng rồi, thằng chồng mày nó sợ mày chứ tao đâu sợ mày. Thấy không? Tao giàu gì mày kêu tao bằng chú mà, thấy không? Tao đâu sợ gì. Nè, tao nói cho mày nghe. Tao nè, tao thương vợ chồng mày, tao mới qua đây, tao qua tận đây tao báo cho mày biết. Thì chú báo đi. Mày mất chồng rồi con, khỏi kiếm. Cái gì? Mày mất chồng rồi, khỏi kiếm. Thôi mệt chú à, bớt giỡn đi. Sao? Trời ơi, chồng con mà, chồng của con. Ông đâu phải muốn mất là mất đâu. Trời ơi, mắc cười chú ăn chè. Thôi tao không thích ăn ba đồ đó con ơi. Tiểu đường thấy mẹ luôn. Đây. Trời ơi. Đây để tao uống này vô xong tao can đảm tao nói cho mày nghe. Thôi làm gì thế ghê trời. Dạ xong chưa? Con ơi con. Cái gì vậy chú? Tao là người đã phát hiện ra nó đang ngoại tình. Nó đang ngoại tình với cái con đó tên Đào á. Nó ngoại tình ở ngay dưới góc dừa cái đường làng mình luôn.
Chú nói cái gì? Chú nói cái gì? Tao nói thằng chồng mày nó ngoại tình với con Đào ở ngay dưới gốc dừa con của bà Sáu, mày nghe rõ chưa? Con điếc. Trời ơi trời, sao cái thằng này nó gan quá vậy ta? Gan gì? Trời ơi, mày dám qua mặt tao, mày dám qua mặt tao. Ủa mày nói ai vậy? Con nói thằng chồng con. Tao tưởng là mày nói tao chứ tao phan cái ly vô mặt mày giờ. Nè, mày đừng cứ nghĩ là mày ý là thằng chồng mày nó sợ mày, nó không dám làm gì. Con trai mà, trời đất ơi, tao nói mày nếu như mà mày mà ép nó quá, mà mày kể như mày giống như là mày lấn lướt nó quá là tới một ngày nào đó nó cũng sẽ bung ra thôi, mà nó bung ra mà trai mà. Hãy nó thấy mà gái ở đâu mà về lạ mà dễ thương mà đẹp đẹp là bắt buộc là nó phải hốt để cho biết được thôi. Ghê luôn á nha. Mày làm gì mày? Bởi vậy con nghi rồi. Nghi gì? Con nghi rồi, tự nhiên dạo gần đây nha, từ cái lúc mà cái con đó nó từ thành phố nó về nha. Là thằng chồng con nó đi biền biệt, đi từ sáng tới tối đi không thấy mặt nó luôn. Rồi á, tự nhiên nó bỏ nhậu luôn chú. Ghê không? Mày làm gì? Không nha, tao nhậu thôi chứ tao không ăn gì đâu, mày đừng tìm. Gà đâu dưới đó mày tìm cái gì? Không. Con tìm con dao phay. Chi vậy? Con ra con chặt cái gốc dừa, con chặt nát cái gốc dừa luôn. Mày chặt đấy. Cái gì? Mày chặt gì? Con chặt cái gốc dừa. Mày ăn gì mày khôn quá vậy con? Sao người nó mày không chặt tự nhiên mày chặt gốc dừa chi vậy? Tự nhiên cái chết cái dừa của người ta con. Chú mới là ngu á. Trời ơi, mất dạy mày. Dạ không có. Ý con á là bây giờ nếu mà con chặt tụi nó ra thì con đâu có còn bằng chứng gì nữa đâu, đúng không? Con á là phải ba mặt một lời. Đó. Bởi vậy cho nên con phải chặt nát cái gốc dừa đó. Chú thấy con thông minh ra đó. Nghe mày hung dữ nghe, tai bằng miệng bằng tai, nhưng mà mày được cái mày vẫn còn suy nghĩ thông minh đó. Thông minh. Nóng giận quá mất khôn con ơi. Dạ. Bây giờ đã như vậy rồi á, mày can đảm chưa? Mày đủ can đảm chưa? Con đủ can đảm rồi chú. Không, mày bây giờ phải uống với chú một miếng. Mày uống vô một miếng tự với lòng mày can đảm. Đang mới can đảm khoảng chừng 15% thôi. Mày uống thêm một ly này nữa nó vô tới 105%. Vậy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chú một ly. Đây. Chú uống rót ly nha. Chú rót ly của chú đi. Rồi. Rồi, đưa cho con cái chai. Hả? Rồi, vô. Vô luôn hả? Vô. Chúc mày thành công. Vô. Đi lại đi. Ai? Được rồi. Trời ơi. Rượu tao mua mà, mày uống vừa thôi. Đi lẹ. Quái lạ, hẹn là 8 giờ lâu thế hả? Anh Khoa. Ủa đâu? Trời ơi, kế hoạch hỏng hết rồi. Trời ơi, bây giờ em không biết làm sao đó, giờ sao giờ? Đào bình tĩnh đi, Khoa biết chuyện đấy rồi. Như vậy mới hẹn Đào ra đây để tính nè. Trời ơi, em gấp lắm rồi, giờ không biết làm sao hết trơn á. Có Khoa ở đây, mọi chuyện phải bình tĩnh, Khoa sẽ lo cho hết, Khoa sẽ tính cho hết, được bình chưa? Bình tĩnh không? Ừ. Đó, thấy chưa? Mắc rồi. Đây hết không? Thấy chưa? Hết rồi nha, khu dân phụ. Cái gì vậy? Đi ra, mày đi ra. Ủa, cái gì mày? Trời ơi, gan quá. Ha, dám mèo mã gà đồng. Dám mèo mã gà đồng. Gì? Mèo mã gà đồng hồi nào? Là ngoại tình. Là ngoại tình á. Ngoại tình là ngoại tình thế nào? Em bình tĩnh nha. Anh không có làm gì hết, anh có ngoại tình gì đâu. Như vậy mà anh kêu tôi bình tĩnh hả? Chú, bây giờ sao? Mày cứ để đó tao nói chuyện. Thứ nhất là mày hẹn với con nhỏ này giờ này để ra đây làm gì hả? Ở đây nhiều cái bụi. Trời ơi. Cái đúng gì? Rồi. Riêng đúng rồi kìa chú ơi. Nếu mà chuyện chung là chúng mày đã hẹn tao ra luôn rồi. Cho nên là cái đây là ngoại tình. Mày thấy không? Nè, tao nói có đúng không? Đúng. Tao vì thương mày, tao vì thương thằng chồng mày, tao báo cho mày biết để cho chi. Mày ra đây mà chứng kiến được một cái cảnh. Ôi trời ơi, tao thèm không phải, tao không thích chút nào hết trơn á. Mày cứ nhìn đi. Bây giờ sao chú? Bây giờ nè. Cái gì? Chú là bạn nhậu của con mà sao chú lại có thể nói ra những lời như thế? Tao là bạn nhậu của mày. Chính vì tao thương mày cho nên tao phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của mày. Tao mới dẫn con vợ mày ra đây để cho con vợ mày nó xử. Chứ tao đâu biết xử được gì, đúng không? Mà thôi đi, chú đừng nói nữa. Mày để tao xử. Trời ơi, mày nói ai mày? Trời ơi, ý con Liễu. Chú để con xử hai đứa này. Đúng rồi. Ê, Đào ơi, Đào lên giải thích đi chứ vợ anh nó làm thật đấy. Từ từ. Anh lùi ra. Cái gì vậy mày cầm cái gì vậy? Trời ơi, mày cầm cái này làm gì được gì? Trời ơi, để xíu tao mượn cái dao cho mày. Không. Thôi mày nói chuyện bằng miệng đi. Đừng. Bây giờ làm sao? Hả? Bà làm cái gì mà bà xồm xồm lên, từ từ bà nghe người ta nói chứ. Ủa? Thói ghen tuông à. Tự nhiên hẹn chồng người ta nửa đêm nửa hôm, rồi bây giờ kêu người ta ghen tuông, rồi kêu người ta xồm xồm lên hả? Trời ơi, có việc riêng. Việc riêng là việc gì? Chồng tôi, bà việc riêng là việc gì? Bà nói không? Bà nói không? Đào ơi, nhờ anh giúp. Đúng rồi, nhờ giúp một chuyện thôi. Thì đúng rồi, nhờ giúp. Thì có nghĩa là, đây, mày bậy.
Tao nghe thông tin về mày rồi. Mày ở với vợ mày mấy năm nay không có con. Cho nên bây giờ mày thấy con bé này ok được hơn, không? Mày thấy con bé này xinh hơn. Nói chung là cũng được đi. Là xinh hơn. Cho nên là mày muốn giống như mày tìm cái chỗ nào đẻ cho mày đứa con. Rồi sau đó mày thấy đứa con cái mày thích quá, mày nói mày chia tay với vợ mày. Rồi để mày ở với con nhỏ này. Đủ rồi chú. Trời ơi, nãy giờ chú suy diễn quá trời luôn á. Đâu có thật vậy mà. Thật cái gì mà thật? Nếu không thật thì sao gọi là giúp? Tôi nói bà nha, bà bớt xồm xồm nha, bà chưa gì bà hung dữ. Cái chuyện gì mình phải tìm hiểu, mình phải từ từ. Vấn đề nó không phải như vậy. Thì giải thích đi. Nói giùm em đi. Thôi được rồi, để anh nói. Trời ơi, kêu em lên giải thích đi, cuối cùng đổ dầu vào lửa. Còn anh với em nữa kìa chú kìa. Đúng rồi, tụi nó yêu nhau thì nó nói anh với em chứ. Trời ơi, mọi người thôi đi được không? Rồi tao đang thôi nè, mày nói đi. Để cho con nói chứ. Chứ bây giờ mày không nói thì tao nói đó. Chuyện là như thế này nè. Mày nói đi. Đào, đưa tiền cho con. Đúng rồi, đúng rồi. Mũi trai, mũi trai. Mũi trai hồi nào? Thì bây giờ mày nói đi. Tại sao đưa tiền cho con? Tại sao là nó nuôi mày? Đúng. Chưa, không phải. Trời ơi, tao mệt quá thì... Đưa tiền cho con để lên thành phố. Đó, đó. Trời ơi, muốn đi thành phố được. Mày mê trai con ơi, mày mê trai. Mày dụ nó lên thành phố để làm gì? Mày bán nó vô lầu hả? Vô lầu sắt. Không, tao đang suy nghĩ vào cái chuyện khác. Đó, hai người có suy diễn không à? Lên thành phố là con muốn con với mẹ con lên thành phố. Chứ không phải con muốn đưa anh Khoa lên thành phố. Ủa nhưng mà vậy là rốt cuộc là mày với mẹ mày lên thành phố rồi tự nhiên mày đưa tiền cho thằng Khoa làm gì? Mẹ đưa... con không có chịu. Đấy, đưa cho con tiền để mua tất cả hàng ở trong quán tạp hóa của cô Sáu. Để cô Sáu không còn một cái gì để bán nữa. Lúc đó mới quyết định lên thành phố cùng với Đào. Nhưng mà sau khi con mua xong cô Sáu không lên. Cô Sáu rồi mở siêu thị luôn. Đó. Rồi. Ồ, vậy rốt cuộc là... Mày làm tao rối quá. Rốt cuộc là có nghĩa là bây giờ mày... Con nhỏ này đưa tiền cho mày. Dạ. Rồi là nhờ mày mua hết đồ của bà Sáu. Đúng rồi. Nên bà Sáu, bà không còn cái đồ gì mà bán nữa với mục đích là lên thành phố sống. Rồi rốt cuộc là mẹ mày không chịu đi. Đúng. Rồi bây giờ tụi bay đang hẹn nhau ra đây làm gì nữa? Để giải quyết vấn đề đó đó. Ý là bàn tính thế nào để phương án tiếp theo ấy. Đây. Bây giờ nếu mà thật sự như vậy là tụi bay đang giúp nhau đúng không? Đúng rồi. Giúp nhau. Vậy thì tại sao tụi bay không bàn với con vợ mày? Đó. Tại sao mày với tôi? Trời ơi, chú ơi, tính vợ con như thế kia thì bàn làm sao được. Chưa nói tới nửa câu là vợ con nó ra nói thẳng với lại cô Sáu rồi. Cũng do cái bản mặt mày. Thấy không, nếu mà bây giờ người ta mà nói với mày chắc mày gì mày chịu không? Cái chuyện này cũng do cái bản mặt chú. Hả? Ủa, tự nhiên chú đi chú nhiều chuyện, chú mét em. Chứ em đâu có biết chú mét con đúng không? Thôi bây giờ, mệt quá, để đi giải quyết. Đầu tiên, lỗi cũng là do tụi bay. Thứ nhất, nếu đã là bạn bè nhau muốn bàn tính công chuyện gì này nọ đó thì cũng phải bàn với gia đình lại một cái. Còn mày á, mày cũng bớt lại cái thánh mày đi. Mày ăn hiếp chồng mày riết cũng không được đâu. Nghe không? Không giữ riết là quen. Còn chú nữa. Tao có lỗi. Tao vô tình tao nhìn thấy. Lúc đó tao cũng nhậu vô 2-3 hộp rồi tao nhìn thấy tụi bay đi rồi tao tưởng tượng như là tụi bay đang sánh vai nhau rồi tụi bay đang cặp kè nhau, tụi bay đang ngoại tình cho nên đó suy diễn chú cũng là cái tật suy diễn. Rồi mới nắm tay thôi mà nấy nói có con luôn. Tao tưởng tượng vậy, tao xin lỗi tụi bay. Rồi rốt cuộc là bây giờ tụi bay muốn đưa má tụi bay lên trển hả? Dạ. Không có dễ đâu con. Sao vậy chú? Người lớn tuổi là người ta coi ở đây là cái chỗ mà giống như thờ ông bà tổ tiên rồi. Mày muốn lên trên đó mày làm ăn cỡ nào cũng được. Nhưng mà rồi mày về mày thăm má mày đi. Chứ mày đòi mày đưa bà già lên đó làm sao mà bà chịu? Bởi vì sao? Ở đây là vùng đất của tình cảm mà. Đúng rồi ha. Mà hả, cái này là con nói thiệt nha. Chú có biết tại sao mà má con không chịu lên thành phố không? Sao? Tại vì má con muốn ở gần chú. À, muốn ở gần tao hả? À, sao tình cảm dữ vậy ta? Vui lắm à nghe. Đang đi qua cầu bông, té xuống sông ướt cái quần ni lông. Vô đây em giặt cái quần đi, phơi cái quần lên, đợi cái quần khô, mặc cái quần vô anh mới đưa em về. Tăng 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 tăng. Rượu mồi. Để xuống đây. Dạ. Vô nhậu. Dạ. Ê, vô cái gì? Ủa? Cái gì vậy? Kể từ giây phút này, hai đứa mày không được quyền ngồi nhậu ngang hàng với tao nữa. Gì kỳ vậy?
Bình thường bữa giờ là ba người vẫn ngồi nhậu với nhau vui vẻ mày. Rất tình cảm mà. Mày mới kêu bằng gì? Sư phụ. Đó, sư phụ. Bây giờ tao là thầy rồi, ha? Thì phải giai cấp đâu đó rõ ràng. Không được ngồi ngang hàng với nhau nữa. Vậy giờ không ngồi ngang hàng, không lẽ giờ leo... Mình leo đầu hả? Không, không, không. Ý là bây giờ, nếu mà như vậy thì bây giờ ngồi sao? Ý là bây giờ... Bây giờ học. Học đi. Rồi có chuyện nhậu nhẹt rồi tính sao? Trời là học luôn hả? Học luôn. Rồi vậy thôi, học luôn đi. Đó. Vậy... Tại vì tao thấy hoàn cảnh của hai đứa tụi mày rất là cô đơn, rất là trống vắng. Vậy giờ tụi con ngồi lên đây được không? Hay là phải ngồi sao? Đúng rồi. Muốn ngồi đâu ngồi đi. À, rồi sẽ dễ đi, rồi mình ngồi đó đi. Tại vì cái lớp mới quá, tôi chưa có sắp xếp. Dạ. Đó. Thương hoàn cảnh của hai đứa tụi mày á, là vẫn còn cô đơn, chưa có gia đình. Đúng rồi. Thương. Ê! Cái gì vậy? Thằng này nó có vợ rồi mà. Sư phụ nói gì vậy? Có cũng như không mày à. Sao vậy? Mới bỏ tao đi về nhà mẹ đẻ rồi. Chơi. Đi rồi quăng cái lá đơn ly dị trên bàn đấy. Rồi mày ký chưa? Chưa. Mày ký là mày ngu đó. Trước sau gì cũng phải vậy thôi. Vậy thôi mày về mày ký đi. Hả? Sao hai mặt thế hả? Sư phụ kêu chứ sao gì cũng phải vậy. Thì đường nào cũng phải vậy thôi. Nó đã viết đơn rồi thì đường nào cũng phải ký thôi. Không ký là không yên với nó đâu. Đúng không? Bây giờ cái quan trọng á là gì? Là gì? Hai đứa tụi mày. Trên răng, dưới, dép. Đúng rồi. Không có thằng nào có được đôi dài hết. À, đúng rồi. Thấy chưa? Đúng không? Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Thì phải làm sao? Mình phải làm sao? Để tao nói. Trời ơi, giờ sư phụ hỏi biết đâu trả lời. Cái quan trọng là gì? Có tình. Thầy tào lao quá thầy ơi. Cái này dạy bậy nha, mày coi phải không? Vừa có tình, mà vừa có tiền. Sao vậy? Tiền hả? Ừ. Phật hả? Không. Ở đâu có? Tài năng của mình. Bởi vậy hôm nay tao mới mở ra cái lớp này. Cái lớp đào tạo và huấn luyện nâng cao chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống luôn hả? Nghe cái là phơi phới liền mày. Rồi sao sư phụ? Thường thường á, hai đứa nghe phụ nữ họ yêu bằng cái gì? Hả? Phụ nữ yêu bằng lỗ tai. Vì vậy mình phải thổi lỗ tai. Thổi lỗ tai? Ừ. Bảy. Tự nhiên cái gặp nhỏ đó chạy lại thổi lỗ tai cái là nó tán ra mà mặt liền đó. Ngu đúng lắm rồi. Nha. Trời, mày ngu quá. Ai kêu mà chạy lại mày thổi? Ai mày thổi vậy ha? Thổi lỗ tai là thổi cái kiểu khác chứ đâu phải mà chạy lại mày thổi. Thổi lỗ tai nó quên mày là vừa rồi. Thổi lỗ tai là tất nhiên mình dùng những cái lời ngọt dịu, êm ái rót vào lỗ tai nó. Ê mày có vợ rồi mày. Cái đấy con làm được sư phụ à? Đó, nó có vợ rồi. Trời, nó đã ơi. Từng thực hành rồi. Mày đúng thổi không? Mày thổi hả? Ừ, không phải ý là mình phải nịnh vợ hiểu không? Trời ơi, thì nói đại nịnh vợ sao sao mình cái đấy mình... chuyên nghiệp lắm. À. Ngày nào tao bị vợ chửi mà. Khi bị vợ chửi thì mình phải làm cái gì? Làm cái gì? Ủa, sao? Xin nó. Đúng. À. Xin lỗi nó. À. Nói những lời nịnh nọt nó. À. Rót mật vào tai nó. Trời ơi. Để rồi sao? Để rồi nó viết đơn ly dị. Không, tại vì con rót không có đúng, con rót mật. Nhưng mà phải rót đúng mật, đúng thời điểm, chính xác không? Nhưng mà quan trọng bây giờ là mình tìm cái đối tượng đó để mà mình rót mật vô lỗ tai nó. Đối tượng hả? Đối tượng là trong làng mình có hai người. Ai? Ai sư phụ? Con hồng heo và con thấm gà. Sư phụ nói sao chứ con thấy là cái con hồng heo với là cái con thấm gì? Thấm gà vậy đó. Ủa trời ơi, nó vừa mập, nó vừa vô duyên mà nó còn hung dữ nữa. Rót hồi. Đây. Sao thấm nổi? Đây, hai đệ tử nghe thầy phân tách nè. Tại vì cái đẳng cấp của hai đứa con á là chỉ mới cỡ này thôi. Đó, chưa có rành, chưa có trình độ cao như thầy. Thì mình phải tận dụng những cái đẳng cấp đó. Đó, sau này để hai đứa giỏi đi ha, nâng cấp lên đi, bằng thầy đi, lúc đó mình sẽ lấn chiếm sang làng bên sớm khác. Đó, hiểu chưa? Nhưng mà cái vụ này là rút cuộc là chỉ có hai thằng con làm thôi hả? Có chứ, chúng ta đều làm. Sư phụ nữa? Có thầy nữa. Vậy đối tượng của sư phụ lại? Sư phụ hả? Ờ. Sáu cô đơn. Trời ơi, tưởng ai cô Sáu ế 30 năm nay rồi. Sư phụ tới một cái là thành luôn đấy chứ.
Sư phụ chọn khôn quá. Không không không, cái quan trọng là chọn nhưng mà người ta phải đổ. Chứ mày chọn mày vô mày nói tào lao bà cũng đâu có chịu đâu. Đúng không? Bà cũng đâu có chịu gì thì đúng rồi. Cưa cẩm biết bao nhiêu lâu nay rồi bà cũng đâu có chịu đâu. Chứ còn gì nữa. Xin lỗi à, chẳng qua là tao nói chuyện qua lo chơi thôi. Bây giờ quyết định nè, bây giờ quyết định trổ tài cho mấy mày thấy nè. Quyết định gì? Đó, quyết định trổ tài cu bà Sáu nè. Rồi rồi rồi, làm đi con mới tin. Còn về phần hai con, hai đệ tử phải nghe tiếp cái câu này nữa. Tiếp. Đàn ông của chúng ta là yêu bằng mắt. Đúng rồi nha, cái con mắt con nó ngộ lắm. Hãy con nhìn gái là cái con khoái liền là yêu bằng mắt đúng không? Nhìn thấy gái đẹp yêu là cái chuyện bình thường rồi. Nhưng mà cái này á, là dù cho hoàn cảnh như thế nào, dù cho đối tượng như thế nào ha, cũng phải cắn răng, chịu đựng, hy sinh. Dù người ta có chửi cũng phải gắn lỗ tai mà nghe là... Vì mục đích cuối cùng chúng ta là gì? Có tình, có tiền. Chính xác. Thắm ơi, trời ơi, Thắm ơi, ôi dồi ôi, đi gì mà nhanh thế, Thắm ơi. Trời ơi, nãy giờ Khoa chạy theo nói đứt cả lưỡi mà sao Thắm không có chịu tin. Nói cái gì? Đừng có tưởng là mua vài con gà, rồi mua vài chục ký gà là tôi chịu à. Chứ bây giờ Thắm muốn cái gì nữa? Tôi nói cho mà biết nha, chân gà của tôi là ngâm hóa chất không đó. Trời ơi, Thắm nói cái gì? Chân gà ngâm hóa chất hả? Đúng rồi. Trời sao buôn bán mà ác độc vậy trời? Trời ác cái gì? Vậy là bao lâu nay là Khoa ăn chân gà hóa chất hả? Ủa chứ làm sao? Có khi nào ăn cái đấy vào nó vô sinh luôn không trời? Tại bao lâu nay cày cuốc là chưa có con. Mấy cái đó thì mình tự suy nghĩ đi, mình tự phân tích đi. Thắm nói thiệt chứ, chỉ có những người mà có tình cảm thiệt á thì Thắm mới cho ăn chân gà tươi, chân gà sạch, thiệt là sạch, hiểu không? Thế bây giờ ăn chân gà tươi vào liệu có còn kịp không Thắm? Kịp chứ sao không kịp. Ui dồi ôi, thật sự là Thắm à, bao lâu nay Khoa sống với vợ Khoa, nhưng Thắm biết rồi đó, lúc nào nó cũng đầy đọa, nó bắt Khoa đội nó lên đầu hết đó. Khoa ở với vợ nhưng thật sự lúc nào Khoa cũng chỉ nghĩ tới gà thôi. Tới gà hả? À không, ý là tới Thắm ấy, người bán gà. Với lại bây giờ vợ Khoa bỏ Khoa rồi Thắm à, cả xóm này chứng kiến rồi. Bây giờ Khoa chỉ còn có một thân một mình thôi. Thì đó, tại vì anh á, anh cứ đi nhậu hoài, đi nhậu với ông Hiền Mập á, cho nên là bả bỏ đi. Mà Thắm nói thiệt á nha, tại vì bả không có sức chịu đựng. Chứ như Thắm á hả, Khoa cứ đi nhậu đi, nói chung á là cứ ăn nhậu rồi đập phá, đập nhà, đập cửa, đập hết mọi thứ, đập Thắm luôn. Hả? Thắm cũng chịu nữa, tại vì Thắm có sức chịu đựng mà. Ôi, đúng là người đàn bà có sức chịu đựng mà bao lâu nay Khoa tìm kiếm. Thắm à, Khoa chỉ muốn nói với Thắm một điều thôi. Điều gì? Tình anh ngàn lời muốn nói. Nói gì? Rằng anh yêu em. Không. Ủa sao vậy? Không nha. Trời ơi, muốn yêu Thắm hả là phải có một cái lời thề gì đó. Chứ tự nhiên nói lời bài hát rồi sao Thắm chịu. Trời ơi. Lời thề là phải chân thành, tự đáy lòng. Yêu đã tỏ tình được rồi mà còn phải thề nữa hả? Thề. Có phải quỳ xuống luôn không? Tùy Khoa. Thắm à, anh yêu em là thật lòng. Nếu như có nửa lời sai trái, anh nguyện sẽ biến thành con gà để cho Thắm nhổ lông và làm thịt suốt cả cuộc đời này. Trời ơi, thiệt không? Chưa bao giờ mà Thắm nghe cái lời thề mà nó chân thành tới như vậy hết trơn á. Thắm nói thiệt chứ. Chơi luôn. Trời ơi, tao nói hả, con cá lẹp này nè mà kết hợp với con khô cá sặc á, trời ơi, sẽ ra một bầy cá lòng ròng. Đi. Ủa? Đi thôi, đi đâu nhanh thế? Đi kiếm cá lòng ròng. Đi luôn hả? Đi luôn. Mà kiếm ở đâu? Trong chuồng gà. Trời ơi, Thắm nói thiệt, mỗi lần mà Thắm nghe cái gì mà tới chuồng gà đó, trời ơi là Thắm rạo rực. Thắm vui quá à. Đi liền đi. Ôi,
ơi, ông đạo rực quá rồi. Nhưng mà ấy xong thì cái chuồng gà có thuộc về Khoa không? Trời ơi, đương nhiên rồi. Cả chuồng gà, con gà lẫn chủ gà đều thuộc về Khoa hết. Đi đi. Trời ơi, từ 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 cho Khoa chuẩn bị tinh thần đã. Chuẩn bị hả? Trời ơi, sao mình nhanh quá vậy? Thôi được rồi, nhắm mắt tới đâu thì tới. Đi 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 đi, trời ơi. Trời ơi, đi 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 đi. Trời đã xé sợi chí hồng để chúng ta nên ở chồng ơi. Ê! Cái gì vậy? Con trong này có gì không vậy? Chết chết con heo rồi. Không có. Trời ơi thiệt mệt ghê vậy. Trời đất ơi. Cha lùng mã tử này. Bị điên hả? Làm gì tự nhiên cái trưa nắng chang chang núp ở trong cái bụi nhảy vào hù tôi vậy? Hên không có con heo chứ không thôi là con heo nó chết tươi rồi đó. Trời ơi, nghe nè. Vậy? Ví dụ con heo thì Hiền sẽ đền cho. Là tôi bắt ông tôi bỏ trong đó luôn á. Làm sao nó chứa dừa không? Thì tôi trồng cái đầu ông lại thôi, tôi thả cho xong nè. Không mà, mới nghe nè. Gì? Đi đâu về vậy? Bố không thấy hả? Đi bắt heo. Em chuẩn bị đi bắt heo nè. Này người ta gọi là hỏi xã giao đó. Học ơi. Không à. À, gặp Hồng để mà nói lên một cái điều đó hơi bị khiếm nhã. Nào giờ mừng heo không mà chưa ai mừng tôi hết á. Nên đừng làm tôi sợ nghe. Có đâu. Ông làm trời vậy, ông dặn một hơi nữa hư cái lòng heo của người ta. Thì hư đền cho. Bộ tính là đền hả? Cái lòng heo là lòng heo gia truyền đó, chứ không phải muốn có là có đâu. Vậy nói gì nói đại đi. Có phải là lâu rồi Hồng vẫn ở không đúng không? Không, ngày nào ông đi làm mà cũng bắt heo, mừng heo, chọc quyết heo. Rồi xong rồi còn xả thịt heo đem ra chợ bán à. Không ở không? Không phải, cái đó là ở không, là cái đó là không phải. Công việc là đúng rồi, là ngày nào cũng làm heo để đi bán. Ý tôi hỏi đây là trái tim cũng đang ở không đúng không? Ơi, trái tim ở không ngừng đập chết. Không, không hề còn đập bịch bịch luôn. Trời ơi, thiệt mệt quá, tôi giải thích hoài tôi mệt quá. Ý là ý nó độc thân chứ gì? Đúng rồi. Sao mệt quá tự nhiên gặp tôi cứ đứng là tôi thấy ông như này lạ lắm đó nha. Tôi ơi cái gì giờ này sao giống hả? Có đâu? Có không? Có chứ. Giờ này thấy lụa lắm đó nha. Có. Bây giờ gặp tôi làm gì nói đại đi lẹ đi, ta còn đi về tôi bắt heo nữa. Hồng, trong mắt Hồng, Hồng nghĩ Hiền sao? Lùng. Ngoài cái lùng ra, vô duyên. Ngoài hai cái không muốn đó ra còn gì nữa không? Thấy ghét. Ủa sao không có cái gì mà gọi là nói chung là xuất sắc được trong mắt của Hồng hết trơn à? Không có cái gì xuất sắc á, tôi nhìn ông như cái cây xúc xích vậy đó. Thấy kỳ lắm. Nói thiệt luôn á, tôi không có một chút xíu cảm tình với ông luôn á, ông tin không? Hả? Nằm mơ tôi cũng không dám nằm mơ thấy ông nữa luôn á. Thì thôi bây giờ như vậy nè, tôi cũng mới vừa nói là tính là nằm mơ luôn á. Đêm năm qua nằm mơ, mơ thấy em lìa xa cuộc đời. Ê, cái gì vậy? Dạ, không có rớt hàm răng bây giờ nha. Tôi đang làm ăn ngon lành tự nhiên cái nằm mơ thấy em lìa xa cõi đời là sao? Chù tôi chết hả? Không phải, trong cái bài hát nó nói vậy thôi. Chứ có nghĩa là hôm qua anh nằm mơ anh thấy em á. Thì thấy gì hát là đêm qua anh nằm mơ thấy em mà sao em không thấy anh đang nằm mơ. Vậy đi chứ dễ. Thôi không được đâu, tôi ca vậy không được. Ê, nằm mơ thấy này hay nè. Sao? Tôi mà có nằm mơ với ông hay là tôi nằm mơ sẽ thấy ông. Chung vô cái lòng heo này nè. Cái tôi đem về nhà, tôi thọc quyết, tôi xấu nước sôi, xong tôi cạo lông, cái tôi bắt đầu cái tôi lóc xương. Tự nhiên diễn tả nằm mơ tôi giống heo vậy? Thì làm vậy đi rồi đem ra chợ bán kiếm được mớ tiền chứ nhìn mặt ông không có ưa. Thôi, nằm mơ kỳ quá à. Người ta đang nằm mơ tình cảm mà. Đây nè, cái giấc mơ của tôi lên nè. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tính nuôi trẻ mồ côi phải không? Cái gì? Tính mở cái chạy trẻ mồ côi đúng không? Trời ơi sao Hồng đâm thùng lũng hoài, đâm heo thôi, sao đâm thùng lũng chi nó cho mệt vậy? Thì ông nói ông mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì có nghĩa là tôi mơ về tôi được làm chủ của cái lò heo á. Chủ lò heo á? Là tôi được mơ được làm chồng của Hồng. Được làm chồng của Hồng. Hiền làm chồng của Hồng. Bớt mơ đi. Đầu lao không mà. Tôi thiệt với ông á, tôi mà có hết đàn ông lấy tôi cũng không lấy ông đâu. Thôi đừng có bà chảnh quá à. Thiệt á. Bây giờ nè, giờ hết nguyên cái xóm này luôn đi. Hết nguyên cái huyện này luôn đi. Có còn ai mà xứng được với Hồng không? Nay là bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi hơn rồi. Trời ơi, nhìn kỹ rồi bây giờ chỉ có Hiền, Mập với Hồng heo là hợp nhất. Trời ơi, Mập với heo hợp lại với nhau rồi. Nó là cái gì? Hợi hả?
thì mình cứ nghĩ là mập với heo mà cộng lại là gọi là heo lớn. Vậy thôi, mình chỉ nói vậy thôi. Một gia đình heo lớn. Thôi mệt quá nè, tôi thấy nè, tình yêu không thể nào nói bằng cái cửa miệng được. Mà chúng ta phải... Cái gì vậy? Tình yêu không nói bằng lời à, mà bằng hành động. Hành động gì? Không. Thôi nha. Hốt. Không thể nào sống thiếu hồng được. Hôm nay hai đứa mình mỗi đứa đều 30 hơn rồi. Ờ. Ế vẫn hoàng ế. Ế 800 năm rồi đó. Tại sao ế lại không đến với ế? Là một cái xu thế. À thì cũng được đi. Uh-huh. Đồng ý nha. Đâu có đơn giản vậy trời. Sao vậy? Trời đất ơi, hồng heo không đơn giản dễ hốt nha. Muốn hốt hồng heo là ngoài cái chuyện mà nói bằng lời, nắm cái tay ra, mình còn phải những cái thao tác thực tế, những cái hành động thực tiễn, cái gì đó nó có cơ sở một chút xíu. Ủa rốt cục là sao? Rốt cục là thí dụ như mình làm cái gì? Thì mình trưởng thành rồi à. Mình là người lớn rồi. Ừ. Mình làm sao cho giống người lớn đi. Người lớn là sao? Người lớn thường nói chuyện với nhau trong những không gian thanh tịnh, vắng vẻ, mát mẻ. À, một con chó không thể chạy qua, một con heo không thể cất tiếng, một con ruồi không thể bay ngang, chú chuột cũng không thể bò tới được. Hiểu không? Không lẽ hai đứa chui vô đây tâm sự sao? Trời ơi, đã lùng rồi. Cái bởi vì tao nói cái tư duy ông nó cũng lùng nữa. Chứ bây giờ dầm đi dầm lại không thấy chỗ nào mà nó riêng tư hết. Hả? Cái đó là cái gì? Cái bụi tre đó, mệt quá. À, chậm tiêu quá. Bụi tre kế bờ sông. Đúng rồi. Không, bụi tre. Bụi tre thì bụi tre kế bờ sông. Bụi tre thôi. Tại sao? Tôi mạng quả, tôi không thích thủy. À, bụi tre kế bên bụi hè. Ừ đi. Ừ. Vô trong đó mình nói chuyện với nhau nó dễ hơn. Giờ xong là bắt đầu mình sẽ cưới nhau đúng không? Ừ, gì tới sẽ tới. Nhưng mà buồn quá. Sao buồn? Thiệt luôn á. Tôi nhớ là gia cảnh tôi mà tự nhiên tôi cảm thấy tôi đứt ruột. Sao? Ba má không còn thì kệ đi. Không phải, ba má thì không còn là không nói. Mà thí dụ như sắp tới cưới á, ừ, tôi không có gì để làm của hồi môn, rồi xính lễ. Nhà tôi nghèo lắm. À, thôi tôi hiểu rồi. Ý là sợ người ta dèm pha, người ta nói mấy người đĩa đói mà đòi đeo chân hạt, đúng đó, không? Với lại người ta nói là chó chui gầm trạng. À, rồi chuột sao không nếp. Dạ, 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 hiểu rồi. Ý là muốn là tôi cấp cho số vốn để gỡ gạt lại cái danh dự, đúng không? Không, đừng nói vậy. Cấp số vốn nghe kỳ lắm. Hỗ trợ thôi. Ừ, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, góp vốn. Ừ. Giờ muốn nhiêu? Chừng 2 hoặc 3 tỷ đi. 2-3 tỷ hả? Nhiều quá hả? Là 5 tỷ đúng không? Hả? Tôi đâu có nói là 5 tỷ đâu, chừng là 2-3 tỷ cộng lại mới là 5 tỷ. Không, tôi thấy 5 tỷ là cũng hợp lý rồi. Ngay cả 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ cũng được nữa. Trời ơi. Tôi ráng được hết á. Thiệt luôn. Miễn sao tôi có chồng mà tôi phái rồi. Đi, mình đi vô bụi tre liền đi. Để mình giao hữu với nhau đi. Chừng nào có tiền vậy? Sau khi ở bụi tre ra. Vậy thì bây giờ mình đi đâu? Bụi tre thẳng tiến. Đúng rồi. Đi. Sao vậy Tư? Mới sáng sớm qua tính buôn lời đường mật ong bướm, đặng tôi xóa tan chứng vật chứng hả? Trời ơi, tôi già tôi không có ngô Tư. Cái gì ra cái đó? Chuyện nào ra chuyện đó? Yêu là yêu mà nợ vẫn là nợ nha Tư. Chứ nãy ôm rồi nói xá nợ, rồi giờ nói là không xá, người lớn nó chuyện hai bên lời. Ủa hai bên lời gì? Trời, tôi đâu có dễ lừa đâu Tư. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Tôi á, là tôi đã tính ở trong đầu rồi. Tôi tính là chỉ cần nghe Tư nói yêu một cái thôi là tôi kéo đồ về bển, là để cái quán nhậu này lại cho Tư mặc sức tung hoành. Tính vậy rồi luôn á. Tính chuyện vậy luôn rồi á hả? À, đồ đạc là tôi soạn sẵn hết trơn rồi, bỏ trong rương luôn rồi, chỉ cần nghe yêu một cái là cầm cái dây kéo cái vali cái rột về bển luôn. Đó, à, tính vậy luôn á. Nãy nói rồi đó, có nói yêu mà. Có. Ừ. Có nói. Có nói. Tôi hay lắm, tôi nhạy lắm. Tôi nghe nói yêu mà kiểu nói mà kiểu tanh tanh là tôi biết. Mà con mắt gian gian là tôi thấy không có thật rồi. Thiệt á. Khỏi. Thề nè, mặt thề cũng còn gian nữa nè. Nè nha, bỏ đi. Trời ơi, tính hả, tính xóa nợ không có đâu. Về cộng hết sổ lại cho tôi, rồi lo trả nợ cho tôi, nha.
trả nợ xong rồi tính. Rồi muốn yêu rồi yêu, muốn ôm rồi ôm, nghe không? Đem qua đây rồi để đây luôn đi. Ôm rồi, rồi coi như là trả nợ, quề quề cả làng ha. Đâu à? Lấy sổ mới hả? Đốt à? Đốt à? Đó, đốt đi, đốt đi. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đốt ông. Tôi đốt ông ra cho luôn á, đừng có giỡn mặt nha. Không, đốt tôi sao được. Cái hộp quẹt đó là chỉ đốt cái này thôi. Không à. Đốt đi, đốt đi. Hãy đốt đi, đừng ngại ngùng. Thà là đốt đi hết, ta làm lại từ đầu. Thà là đốt đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Đốt đi. Tôi xé ra nha, tôi chất quanh người ông tôi đốt. Cháy là cháy sạch luôn á. Giỡn mặt với tôi, lo cộng sổ mà trả cho tôi. Ở đó mà làm lại từ đầu, khùng. Ủa gì vậy? Ừ, trời ơi, Mập ơi. Bị gì vậy? Sao vậy? Vô đây, vô đây, vô đây ngồi. Đứa nào cũng vậy. Khỏe rồi, khỏe rồi, trời ơi. Ngồi đây. Khỏe rồi, khỏe rồi. Ngồi xuống. Ê, trời ơi, nó giật bẻ luôn. Vậy gì? Giật bẻ luôn. Sao vậy? Ngồi xuống đi. Bị gì? Ơi, con... Mai là mày có sức khỏe đó nghe. Trời ơi. Nhưng mà ta nói mày thiệt nha, nếu mà lỡ mày cút chết đi nữa đó, mày cũng vẫn chết trong sung sướng đúng không? Tại sao? Chết trong sung sướng á. Ông muốn chết không? Tôi đưa ông vô ông chết giùm tôi nha. Thôi tao có rồi. Có gì? Trời ơi, nghĩ sao? Cái con khủng long đó, nó kêu tôi vô trong bụi tre để tâm sự mỏng. Chưa làm gì được hết, nó rút ra nguyên con dao chọc tiết lợn, nó đưa lên giày, xong bắt đầu cắt, bắt đầu khứa, nó đòi mài, nó đòi nhiễu. Ai nhột quá mày ơi! Thì đó, nhột quá là hiểu rồi chứ gì. Trời ơi, cái đó mà lỡ mà nó có chuyện gì một cái thì cuộc đời tôi tan nát, thì làm gì để còn có 5 tỷ được nữa, làm gì để còn... Nó mà cứa xong đó là mày chết khỏi tự giận luôn, ở đâu ra 5 tỷ? Thì bởi vậy mới nói, trời ơi là trời. Nói vậy là mày thất bại hả? Không hút được gì luôn. Không ấy luôn. Trời ơi, hai anh ơi. Cái gì nữa vậy? Nữa? Nữa hả? Trời ơi, hy vọng cuối cùng. Đứng xa em ra, người em thối lắm, toàn mùi phân gà thôi. Trời ơi, thiệt, tao hửi mày xong tự nhiên tao thấy tao khỏe luôn rồi đó. Là sao? Trời ơi, Thắm đưa em vào chuồng gà. Chị? Bắt em nằm ngửa ra. Trời ơi. Trời ơi. Khoan, cái này gọi là trong sung sướng nè. Thật sự là trong sung sướng nè. Thì đó, đang nằm ngửa chuẩn bị sung sướng. Thì Thắm phóng ra chốt cửa lại và nói rằng: À tao biết rồi, anh hãy đợi đây, em từ ngoài nhào vô đúng không? Mày không qua mặt được chị đâu. Đúng. Cái gì? Tao thả ế chứ không hề lấy mày. Trời ơi, nhốt rồi em đấy nửa ngày trời, em về em tắm 7 lần rồi vẫn còn mùi phân gà anh ạ. Trời ơi, rốt cuộc là mình vớt dáng là cú cuối. Tưởng nó vớt ai về mình thất bại hết rồi. Rồi mày có vớt được gì không? Có. Trời ơi, ít nhất ra vẫn còn được. Mày cái gì vậy? Thắm đưa cho ba trái trứng. Để làm gì? Nhờ cô Sáu làm ba cái trứng ốp la để cúng tiễn vong ba anh em mình. Ủa sao giống cúng cô hồn vậy? Ba đây, thầy trò ba ngồi đây đi. Cũng trả xùi. Ngồi xuống, rồi làm ốp la cho. Ngồi xuống. Rồi, ngồi sao? Anh lớn ngồi giữa đi. Ngồi xuống. Vậy đó hả? Rồi. Cái gì cũng xả xui, thế nào? Ủa sao xả xui mà có cái này nữa là gì? Giấy tiền vàng bạc. Sao mình không đốt tiền thiệt, này người sống mà. Thì bởi ta nói là cũng xả xui. Trời ơi. Bà là xì bùa, tiễn vong ba cô hồn các đảng. Bà là xì bùa. Vui lắm à nghe. Tao nghe mày kể mà mày đem này trầu cao rồi rượu rồi quá bên nhà bển mà thằng Mẫn nó đuổi mày về là tao quê rồi. Tao tức rồi, trời đất ơi, đẹp dễ vợ qua cưới chồng mà nó chê nó đuổi đi ha.
tao phải nói với cha nó. Đúng rồi. Con không nhận thì cha phải nhận. Phải phải phải. Mà thằng cha nó không có ở nhà, tất nhiên ổng ngoài ruộng thôi chứ đâu á. Dạ. Còn cái thân mày thì tao chá mày ghê. Ăn cho mập thấy ha. Chứ không biết cái chuyện gì ngoài cái chuyện ăn không à. Đó, bây giờ tới lấy chồng mà lỡ chuyện này là không ai lấy mình đâu nghe chưa. Cái gì? Chú Hai, chú Hai, chú Hai. Đó mày thấy không, tao nói đâu có sai. Chả không ở nhà, chả ngoài ruộng kìa. Anh Hai. Má. Tút. Ừ, đâu phải má là con dâu đâu mà phải. Này. Chị sao? Trời ơi, anh có nghe tôi kêu không mà sao anh né đi, anh không giờ mặt má con tôi. Giờ đâu có né đâu, tôi thấy chị với cháu mặc đồ đẹp đi đâu á, tôi ra tôi chào. Tôi nói cho anh nghe chuyện là như vậy. Con gái tôi sáng anh đem lễ vào coi bên nhà anh. Đó là tính đinh xin cưới thằng Mẫn đó. Mà thằng Mẫn anh á, nó trả lễ vật, nó đuổi gái gì vậy. Giận chứ bây giờ, con không nhận thì tôi biết anh ngoài ruộng, tôi đem ở đây cho anh nhận. Đó, đem ra mà. Chị đem này cho tôi nhận đó hả? Chứ gì nữa. Dạ thưa chị Sáu, cái này coi như nó đi ngược với là tổ tiên ông bà. Thì sao? Hồi xưa giờ là người ta đi hỏi vợ chứ không ai đi hỏi chồng bao giờ. Cái này giống như cọc đi tìm trâu, kỳ lắm. Trời ơi, trâu tìm cọc, cọc tìm trâu thì cũng vậy, không có sao trơn. Cũng trong cái chuồng của con trâu thôi hà. Vì không, người này không lấy qua, người kia không lấy lại thì cũng là vợ chồng vậy thôi. Anh nhận cho tôi. Thôi, đâu được, đâu lẽ là vậy? Nhận đi chú, người ta nói á, cưới chồng là phải cưới liền tay chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha, mà dèm quá rồi mất chồng con đâu được. Chú nhận giùm con đi chú. Nè bây giờ anh nghe lời tôi nè, anh nhớ không, mấy lần anh ra cái chỗ quán tôi nhậu đó, hai đứa mình ngoéo nha, hai đứa mình là xui gia đúng không. Bây giờ anh nghe lời tôi, anh dột cái cốt xuống. Rồi sao rồi, lúc đó hai chúng ta nhậu bao giờ cũng bí tỉ cho, nhiều khi lúc đó men hứa mà tôi hứa đó, giờ tỉnh rồi thấy kỳ lắm. Anh ơi, anh nói vậy không được, người lớn mà, ai nói hai lời. Anh dột cái cốt xuống, anh dột cái cốt xuống. Dột đi chú. Dột xuống. Dạ đúng. Thè rồi, hai bàn tay ra đó. À đây, à vậy là coi như là ổng nhận rồi đó. Tía, tía. Trời ơi, con đã nói tía không được nhận xin lễ mà. Tía mới trả mà, tía chưa nhận, tía chưa nhận. Anh nói gì sao vậy, anh đã cầm xích lễ, tức nghĩa là anh nhận là anh rước dâu. Dạ, về luôn. Không không được, ba muốn đám vô một cái đâu được đâu, bà tía không có nhận đâu nghe. Trời không? Ơi, bây giờ mình làm tiện về lợi đi. Dạ. Tụi nó thương nhau, kéo nhau về nhà làm lễ một là được rồi, nhận đi anh. Thôi không nhận thôi, con xin phép cô mang xin lễ về đi cô. Em ơi em mang về đi, không ai nhận đâu. Chú cầm giùm con đi. Con coi cái này còn thiếu gì con. Dạ. Ai con đã nói tía không được nhận mà. Trời con biết đâu, trời ơi. Cầm cái đó, cầm rồi đó. Buông ra một cái là bị quở liền đó. Sao con? Thiếu cái gì nói luôn. Chồng ơi, chồng ơi, đứng đây mệt quá. Thôi mình chờ chút xíu đi rồi vào nhà nhá. Cái gì? Ai đây? Xí. Ai vậy anh? Dạ xin giới thiệu với tía, giới thiệu với cô cũng như là em. Em đây là người yêu của con ạ. À, sắp tới thì cô cũng biết tính con này đó, không yêu thôi nhưng mà yêu là phải cưới và chắc chắn là đây sẽ là vợ của con. Ạ. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, trời ơi, sao mà liễu đồ xin lễ của tôi vậy trời? Tía con vui mừng quá khi biết là con trai của mình sắp sửa có vợ. Dạ con chào tía. Nhưng mà... Con biết con vừa mới nói gì không? Hả? Mày lấy cái cuốc, mày cuốc cái đầu tao văng đó không đi. Tía làm cái chuyện gì vậy? Cái gì vậy mà sao mà vậy? Nói gì kỳ vậy mà tại sao có bộ thằng con trai mà nó có vợ mà không biết là sao không hai? Chồng ơi, đứng lâu quá con nó cũng mệt luôn á chồng. Thôi thôi bà thương nha, bà thương nha. Cái gì vậy? Tía với lại cô với lại em cũng biết là thật sự là con cũng khỏe quá. Mới có xíu mà có bầu luôn rồi. Trời ơi. Thì thôi thì với lại tính con là chung thủy mà. Dạ. Yêu là phải cưới, có bầu trước sao đâu. Anh Mẫn. Hả? Tía, sao anh đối xử với con vậy? Tại sao cái con có, con nhỏ này cũng có, mà cái nhỏ nó có, con không có. Sao nó có bầu mà con không được có bầu? Bây giờ sao? Ông có một đứa con à, mà nó cưới vợ mà ông không biết, bây giờ nó có bầu ông cũng không biết, mặt ông ngơ ngác ông là bộ. Bây giờ ông đưa thằng nè nè, tôi không biết đó nghe. Đó, ông nhận xin lễ rồi. Dạ. Con này phải là dâu. Rồi. Đúng rồi, con là dâu của tía. Đi về con. Đi về. Đi về. Này tính làm gì? Ai. Ôi. Ôi. Đi về con. Anh đừng có chọ. Ông tính sao, ông tính đi. Ủa chồng, chồng nói với em á là người dưới quê hiền lắm mà sao mấy người này bạo quá vậy? Cút lên đi. Cút biết cái gì mà nói. Dạ, con không nói nữa. Thôi mình vô nhà nha chồng nha. Thế để chồng đưa vợ với con vào nhà đi. Nhá. Mẫn. Cái gì tía? Con muốn năm sau người này là đám giỗ của tía phải không? Tía ngồi xuống được không tía? Làm cái gì mà cứ đi qua đi lại thế? Tía có đói bụng thì cũng phải từ từ chờ một chút xíu vợ con nấu ăn xong thì tía ngồi xuống ăn cơm. Tía ăn là tía muốn ăn cái đầu của mày á. Tía không có đói bụng, tía đang nghĩ cái khách đó là tấm cổ đó là hỏi cái nhà này nè.
Trời ơi, thế còn mặt mũi đâu mà nhìn bà con nói xóm đó chứ. Con có biết rằng đó, mấy hôm nay đó tía thèm rượu thục lưỡi mà có dám ló cái đầu của nhà bà Sáu đâu. Sao tía không nói con ra con mua rượu cho tía nhậu 3 ngày 3 đêm cũng được mà. Uống rượu là phải có tri âm tri kỷ. Bây nói cái kiểu đó đó giống như là bây làm cái chuyện sống sượt rồi bắt tía giải thoát ra rồi đúng không? Úi giời, tía bình tĩnh cái gì mà chuyện gì sống sượt. Cái chuyện mà nam nữ yêu nhau trên thành phố có bầu rồi cưới là chuyện bình thường. Trời. Nó còn an toàn nữa tía. Chỉ trời. Sợ là cưới về không có bầu mới là đau mới là cay á. Bây làm cái chuyện mà nó sống nhăn như vậy mà bây nói là bình thường. Rồi bây giờ mới có biết là cái cảm giác chịu đựng khó đau bứt rứt tức tối trong lòng của tía như thế nào hay không? Nhưng mà tía có biết được cái cảm giác đau khổ bứt rứt trong lòng của con khi tía ép con phải cưới hồng sumo không? Ê, cái gì vậy? Ê, cái này là sự đối kháng con trai dành cho tía đó hả? Hay là đền đáp công lao chinh dưỡng vậy? Hả? Có, con với tía chỉ là đang tranh luận thôi mà. Mày phải biết một điều, tía cưới vợ là tía cho bay nha, nha. Đấy, chính tía nói câu đấy. Tía cưới cho con thì tía cần gì phải suy nghĩ gì nữa. Tía với cô Sáu đâu cần phải lo cưới cho con mà. Đúng rồi tía ơi, gạo nấu hành cơm rồi tía ơi. Ôi dồi em ơi, đang có bầu mà nấu xong không kêu anh xuống anh bưng lên cho. Dạ, tía ơi, hôm nay á con nấu rất là nhiều món ngon. Đầu tiên á là món canh bầu cá lóc. Món thứ hai là ớt xào xả. Món thứ ba là này, dạ. Vịt. Sao mày giống gà vậy? Vịt. Dạ vịt. Dạ vịt kho. Vịt kho gừng. Dạ. Còn món tía thích. Dạ. Con trai. Dạ. Mắt con còn tỏ không? Hay là cái lỗ tai tía bị lãng? Cái này là canh bầu cá lóc quá hả? Sao tía thấy giống cháo thịt bằm quá vậy? Tại con cá lóc vợ con bằm ra. Nhìn nó giống thôi. Với lại dầu cô... nên ghê, cá lóc nấu canh mà bằm nên lắm, nên lắm. Trời ơi tía nên. Này vợ con trên thành phố mà đâu có nấu món này quen đâu. Tía cứ làm khó làm cái gì, quan trọng là ăn vào nó cái hương vị nó ngon. Đúng, đúng không ơi, tía ơi, tía ơi. Món này á là con hả, con đã cố gắng hết sức để con nấu rồi đó. Tía thưởng thức cho con vui nha tía. 200.000 nha. Trời, còn lại tiền bạc ở đây nữa. Nấu ăn là 200.000 à? À không, ý là mua con cá lóc là hết 200 luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Dạ. Cái sứ này cá lóc nó nhảy vô tới giường ngủ luôn đó. Chỗ nào cũng có cá lóc hết mà có con cá lóc này mà 200.000 đó hen. Thì cứ con dâu này về tán gia bài sản. Ý con á là cá lóc làm là cộng với lại vịt, cộng với ớt là tổng hết là 200.000. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhà của mình á cũng là cái dạng trung bình trong xóm thôi. Ăn một bữa cơm gia đình mà 200.000 á thì xin lỗi, tía ăn không nổi. Thôi hai vợ chồng trẻ ăn đi, tía vô đo huyết áp. Tía 200 có gì đâu, thì các con cho mẹ ăn năm rỗ có gì đâu 200. Tự nhiên nói 200 làm cái gì? 200 đó là tiền công của tôi đó. Tiền công thì từ từ tôi trả, làm gì mà phải nhắc như thế. Mẹ lộ thì sao? Biết đâu. Với lại bầu bì đi lại nó cẩn thận một chút xíu nha, nhẹ nhàng thôi. Mình có bầu hiểu không? Ở đây cả tuần lận đó, chú ý vào. Xin lỗi đi, để cố gắng lại. Tình á, mà coi đi mấy cái này khó quá à, không biết làm. Khó thì phải cố, nhưng mà nấu ăn dở thật, nhìn không muốn ăn luôn á. Thôi giờ gán đi, làm vợ hiền con vợ đảm đúng không? Ừ. À chồng ơi, anh ăn đi nha, anh ăn lẹ đi, anh ăn hết đi rồi à. Mấy cái chén này á là em rửa cho. Mấy cái này á để em rửa hết cho. Cái việc đó là nữ trong gia đình phải làm. Con dâu đâu có quyền phân công như vậy. Con tưởng tía nhịn đói chứ. Người lớn không có để bụng đói khi ngủ, ảnh hưởng sức khỏe. À, thế tía ngồi đi. Dạ, tía ngồi. Chứ lại hơn nữa nó không có ăn. Nhưng mà ở đây ngó coi hai đôi chồng trẻ ăn cơm như thế nào, phải không? Ôi, cái tía làm gì đấy? Vô lấy rượu. Lẹ lên. Lấy rượu lấy tía. Con đi lấy rượu. Đi từ từ thôi. Dạ. Yeah. Ngồi đó làm cái gì? Vô lấy chén cho tía. À, dạ dạ dạ. Tía thích ngồi đây. Con dâu, hầu rượu cho té.
rồi. Tía uống với ai? Tía đâu có uống với ai đâu. Sao hai ly? Lấy con. Dạ, con xong rồi. Đứng đây hầu rượu. Nghe tía hỏi, quê quán nghề nghiệp làm gì? Dạ, thưa tía, con là con làm nghề nhớ mùa chôm chôm chín, mùa chôm chôm kỷ niệm. Dạ, con làm nghề bánh chôm chôm. Dạ đúng tía à, con đi mua chôm chôm gặp vợ con. Trời ơi, đó là khoảnh khắc, đó là khoảnh khắc hai đứa con được chạm mặt tôi nhau. Tôi đâu hỏi mấy anh... người. Chào má. Dạ, má của con thì làm mẹ già như chuối. Mẹ con chết rồi. Cha. Dạ, cha của con á thì gió lay mẹ rụng con. Dạ, cha con đi theo má con luôn rồi. Ồ, cặp song ca này tung hứng ăn ý quá ha. Thật sự dạ. Mỗi lần nghĩ về hoàn cảnh của vợ con, nhiều lúc con khóc luôn tí à. Con sinh ra mà không được cái sự bảo bọc của ba của mẹ. Một cô gái đi bán chôm chôm, không cha không mẹ. Ôi, đôi song ca này thật là ăn ý. Mai mốt tía mở một cái quán nghệ sĩ hát với nhau ở dưới này, hai đứa con đào khép chánh nha. Dạ dạ thôi tía, tụi con hát dở lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi thôi tía, trời ơi uống rượu một mình vậy không tốt đâu. Ngồi đây ăn cơm với tụi con. Dạ đúng rồi. Gia giáo trong cái nhà này ai cho phép con trai con dâu ngồi chung cái bàn cơm ấy lộn, cái bàn nhậu với ông già? Ờ, trời ơi cái gia phong thì hôm nay con mới nghe thấy tía. Tía đừng có làm khó nữa mà. Ngồi ăn với nhau mâm cơm nó ấm cúng có gì đâu. Con dâu. Dạ. Hôm nay tía không thích ăn canh bầu. Tía dạ. Muốn ăn con gà luộc. Tía muốn ăn gà luộc á? Đúng. Vậy được. Chịu nha. Cái gì? Con dâu ra mắt tía chồng chỉ có con gà 1 triệu đồng mà không tiếc nữa hả? Tiếc cái gì đâu. 1 triệu luôn. Mai em đi ra chợ kiếm đúng một gà 1 triệu mua cho anh. Trời ơi. Dạ, được tớ. Anh Mẫn. Thấy. Anh Mẫn à? Ba anh đã nhận sinh lễ của má em. Kể từ giây phút đó em đã là vợ của anh. Và ngay giây phút này em phải qua đây. Cho dù em có chết đi thì em cũng sẽ là ma của nhà anh. Đừng nhìn ba bằng đôi mắt đó. Ba chỉ chạm vào sinh lễ cho ba không có nhận. Mới chạm một cái mà mang đồ qua ngủ luôn rồi hả? Nè tía à, người ta nói ăn ít ăn nhiều thì cũng là ăn. Cho dù tía có sợ, có chạm, có ngửi hay có hít nó thì đó cũng là tía nhận rồi. Anh à, em không thể nào đi đâu được hết. Mà tía ơi, tía biết sao không? Má con kêu á, má con đốc thúc con là phải qua đây cho bằng được. Nhưng mà một phần thôi. Nhưng mà phần lớn là con không thể nào để chồng con lọt vào tay của người đàn bà khác. Nhất là mấy cái đứa ốm nhách mà bụng bự hơn con ghét lắm. Trời ơi, có ai khổ như cái thân già tôi không? Người ta có dâu con là người ta hưởng thụ, người ta hạnh phúc. Còn tôi có dâu con tối ngày như cái chợ. Ruộng nương tôi mần xong hết rồi mà tờ mờ sáng hừng đông sáng mới mò ra đây ngồi trò hỏi như vậy. Chạng vạng mới dám mò về nhà. Khổ quá đi trời ơi. Tía ơi, tía. Trời ơi. Con nè. Tía không có ăn uống gì hết. Con tôi để cho tôi yên là được rồi, không có được cứ không có cần. Tía ơi, tía đi đâu mà tảng sáng sớm con tìm tía không thấy. Con chuẩn bị đồ ăn sáng cho tía còn nóng hổi nè tía. Tía đừng có ăn đồ của nhỏ yêu tinh đó, ăn của con đi. Vậy? Nó yêu tinh vậy? Tụi nó cô á. Trời ơi, bà mới là yêu tinh đó bà già. Trời ơi, người ta kêu chị cưới xin mà đòi làm con dâu người ta. Thứ gì mà không biết ngượng trời. Ê, ít ra là tía má cũng có xính lễ trao cho nhau đàng hoàng. Chứ không phải như cái thứ bên kia là không lấy cái... Thứ gì? Trời, muốn có cũng không được đó bánh bèo. Vì sao vậy? Đây là minh chứng tình yêu của tôi với anh Mẫn. Trời ơi, anh tị hả? Tía thấy nó nói còn gì được không? Bây giờ tía nói đi, giữa con với con yêu tinh này tía chọn ai làm dâu của tía? Cả hai. Tía, sao tía tham vậy tía? Cả hai cô đều là yêu tinh quái nữ hết. Không ai là dâu của tôi hết á. Cô làm dâu cái kiểu gì?
Làm dâu nghĩ giờ mới có 2 ngày về nhà thôi. Là bể 20 cái dễ 40 cái chén để làm dỗ. Còn con cho thằng bể hả? Thanh thủy cho đấy mà mở miệng ra tiền, mở miệng ra tiền. Còn hai bà dịch xin mới xuống giống. Trời ơi mấy bà con mới xuống ổ cắn nát hết trơn. Mỗi lần giận là cứ lăn qua lông lại chứ dễ lau nhà. Còn con, dưới quê chúng tôi đâu cần tiền. Người quê chỉ có tấm lòng. Chúng tôi chỉ sống bằng cái tình. Cộng rau, cộng cá, cộng rượu sống. Không có gì tiền. Đi về trên thầy bố đi. Tí nói con vậy giờ giờ con nói tí nghe là tí ăn sáng của con đi con cực khổ con nấu thôi tí đừng ăn tí của tôi mà tí tí là tí của con tí ăn đồ con tí là đồ con không được tí ăn đồ con ra bây giờ trời ơi buông cơ thể tía tôi ra tía tôi mà hai cô làm như cái nùi rẻ vậy hả làm dâu kiểu vậy hả có sao không tía đây là tía chồng của tôi chồng của tôi tiêu rất hay nát này cái gì chồng của cô hả chứ gì thì này là chồng của tôi cái gì vậy cái gì vậy cô lộn cô lộn tía cái này chồng con trời chồng ơi con. Chồng tôi chồng của tôi anh đi gặp hả chồng sao hả dám đụng chồng tôi hả chồng là chồng của tôi trời nè mau ra tôi có mở nè thôi đừng có cái gì vậy Mận? Cái gì vậy Mai? Mệt quá không vậy đâu, phiền phức quá. Nói chung trả tiền cho tôi được rồi. Tía, tía ơi, vậy là tất cả chỉ là giả bộ thôi. Con có cơ hội làm dâu của tía rồi đúng không? À, trời ơi, sao tía đánh chồng con? Cháu nội của tía đây hả Mận? Cái câu bách dạng hiếu di tiên mày để ở đâu? Cũng tại tía mà tía. Con đã nói là tình yêu của con, vợ của con là phải do con chọn. Bản thân con tự biết ai mới là người con dâu tốt cho tía mà. Vậy mà tía cứ ép con, cứ ép con phải cưới bằng được Hồng Sumo. Tía à, người ta nói ép giàu ép mỡ, chứ ai lỡ ép con. Nếu như mà tía muốn ấy thì được rồi. Con sẽ cưới Hồng. Con sẽ trao thân gửi phận cho Hồng được chưa tía? Hả? Lấy em đi. Tía ơi, anh chịu rồi. Tía gật đầu luôn đi tía nha. Con làm dâu của tía, con sẽ là dâu Thảo vợ Hiền. Thôi mày ở giá giùm tao luôn đi. Tía